xuất phát. Bắt đầu bài thi xuất phát. Tiếp tục bài thi, dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Tiếp tục bài thi, dừng và khởi hành xe ngang dốc. Tiếp tục bài thi, qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc. Tiếp tục bài thi, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tiếp tục bài thi, đường vòng quanh co. Tiếp tục bài thi, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tiếp tục bài thi, lái xe vào nơi đỗ. Đã kiểm tra. Tiếp tục bài thi, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.
Tiếp tục bài thi, tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Tiếp tục bài thi, thay đổi số trên đường thẳng. Tình huống nguy hiểm, tình huống nguy hiểm, tình huống nguy hiểm, tình huống nguy hiểm. Tiếp tục bài thi, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tiếp tục bài thi, kết thúc. Xin chúc mừng bạn đã đạt.